mẫu này là kẹp phần hai bên mà cực thiệt 100% của nhà em nha quý chị nha. Chiều dài của nó là 30cm. Cái em đang sử dụng đây là màu đen tự nhiên nha quý chị. Mẫu này thì bằng tóc thiệt cho nên là xài rất là bền luôn. Chị em nào mà muốn tự nhiên, muốn có độ tự nhiên cao và muốn được xài bền hơn thì mình chốt đơn ngay cái cặp độn phần bằng tóc thiệt này nha. Chiều ngang của nó là 8cm, chiều dài của nó là 30cm nha mấy chị. Đó, vừa kẹp lên thôi là mấy chị thấy được cái sự khác biệt của hai bên tóc của em chưa ạ? Nó dày lên nha, rất là dày và rất là tự nhiên, trông rất là tự nhiên luôn mấy chị ơi. Nó tiệm vào tóc thiệt của mình luôn. Rồi em sẽ kẹp lên thêm một bên tiếp theo cho mấy chị coi. Quá xuất sắc luôn mấy chị ơi, rất là dễ sử dụng nha. Bên trong nó có hai tay kẹp mà chỉ cần mở kẹp ra rồi cài xước lên tóc của mình, vậy là xong thôi mấy chị ơi. Quá xá dễ luôn. Đó, từ ngày có cái kẹp độn phồng này rất là tiện lợi luôn. Mình không có cần phải bấm chân tóc, nó sẽ làm gãy tóc của mình và rụng tóc của mình đi rất là nhiều nha. Không có phải đụng hóa chất nhiều. Đó, rất là tự nhiên luôn mấy chị ơi. Phồng lên trông thấy luôn nha, phồng lên rất là rõ ràng luôn. Những chị em nào mình thích mẫu này thì inbox vào fanpage tóc giả Trương Ngọc Trang, hoặc có thể gọi cho em qua số điện thoại 0933493993 để đặt hàng nha mấy chị nha. Rất là tự nhiên luôn mấy chị ơi, tiệp vào tóc thiệt của mình luôn. Vì được làm bằng tóc thiệt cho nên là mình có thể uống duỗi nhuộm tạo kiểu thoải mái như tóc thiệt của mình nha.